người vì em đi đâu anh chờ ngày. Căn phòng vẫn vậy, chẳng có gì ngoài những hồi tiếc, nỗi nhớ em và bay. Ở một nơi nào đó anh không hay, em liệu bây giờ đây vẫn còn nghe những bài hát này hay đang say trong vòng tay. Sẽ ngồi cùng nhau như ngày xưa và mỗi tối. Không còn cái tôi, không còn hờn dỗi, trở về cái nôi và vô tư như hòn sỏi. Ta đã tự hỏi mình đang sống vì điều gì, vậy sự giàu có thì chính xác là bao nhiêu, đến ngày thành công khoảng cách ấy còn bao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em caption. Chỉ cho nó bán chân ly. Em là cần nhiều, nếu mẹ lên thì anh chịu. One night stand, no thank you. Những thanh âm này sao nghe như tình yêu. Đây là lâu dài, đóng mai cũng bình lâu.